Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 4 giờ 30 chiều ngày 6 tháng 12 năm 2023. Mình đang có mặt tại ngã ba Trại Hầm quý vị ha. Đi theo hướng này là chúng ta sẽ đi về Trại Mát đó quý vị. Còn đi theo hướng ngược lại qua bên này là chúng ta sẽ đi về đường Trần Hưng Đạo về trung tâm ha. Còn ngược vào trong là đường Hoàng Hoa Thám quý vị. Đó, Đà Lạt chiều tà buông xuống, hôm nay có hoàng hôn quý vị ha. Hoàng hôn nhạt nắng, trời ấm áp, không còn lạnh giống như ngày xưa nữa. Giống như ngày trước nữa, những ngày trước nữa chứ không phải là ngày xưa. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi vào vòng vòng từ ngay con đường Hùng Vương này tới khu vực Trần Quý Cáp, vòng về Nguyễn Du Quang Trung ha. Những cái địa bàn dân cư rất là đẹp. Đây là phường 10 quý vị. Xíu mình qua bên kia là khu vực phường 9 đấy. Ở trên cung đường này và con đường Trần Hưng Đạo, mai mốt hoa mai anh đào nó ra rực rỡ đẹp lắm quý vị. Càng về cuối năm thì thấy bán nhà rất là nhiều. Thấy kinh tế nó teo tóp và nó ảm đạm chưa từng thấy. Đáng lẽ những dịp cuối năm này về kinh tế tế làm ăn sôi động lắm quý vị, âm âm ào ào luôn á. Và hiện nay có rất là nhiều những doanh nghiệp đang rơi vào khủng hoảng khó khăn khi mà họ ráng gồng ráng cầm cự mấy năm nay mà nó kéo dài quá, từ cái hồi dịch cho đến giờ là cũng 4 năm rồi. Chính vì vậy một số ông lớn dần dần thu mình lại, hoặc là chuẩn bị ra đi, hoặc đã phá sản, đã ra đi rồi. Và rất là nhiều những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã phá sản ra đi rồi. Và cũng rất là nhiều những cá nhân cũng đã bị phá sản. Và hiện tại những cái doanh nghiệp đang còn hoạt động thì họ cũng rất là khó khăn luôn quý vị. Tới đây có ngôi chợ Chồng Hồ. Bà con mình ngồi Chồng Hồ bán từng mấy năm mấy năm. Ngày kiếm đôi ba đồng thôi quý vị. Trong đủ chi phí không biết có đủ không, với những mớ rau như vậy có lẽ người ta sẽ kiếm mỗi thứ một chút mới đủ. Buổi chiều hoặc là rảnh lúc nào thì ra ngồi lúc đó để mà kiếm vài chục ngàn. Đó, cuộc sống là vậy đó quý vị. Chả giàu có gì hết, mong cơm ăn đủ đầy là được rồi. Nhưng mà không biết có đủ hay không. Đây là con đường Trần Quý Cáp quý vị ha. Căn nhà ở bên này cũng đang để hoang tàn vậy quý vị. Năm xưa là trung tâm mua sắm, rất là sầm uất luôn ấy. Rẽ phải vào đây một cái ha. Đây là khu vực đường tàu quý vị. Ở trong khu vực này thì có khá là nhiều những cái quán ăn, những bún chả này, rồi tây tớ này, tùm lum hết. Món cây tớ thì bà con miền Bắc của mình ưa chuộng. Đặc biệt là ở trong này thì có bà con người dân Học viện Lục Quân ấy, cũng hay ăn. Ở bên dưới này là có cái đường tàu quý vị. Đường tàu nó chạy từ trên ga Quang Trung chạy về Trại Mát luôn. Đó, hiện nay thì có doanh nghiệp đang còn tồn tại á, thì phải nói rất là nhiều người đang cạn kiệt cái nguồn lực của mình. Và họ nói rằng những cái nguồn tích lũy bấy lâu nay nó đang dần cạn kiệt và không còn cái khả năng để mà lo cái chuyện thường Tết hậu hình việc cuối năm này nữa. Họ vẫn đang cố gắng nhưng mà có lẽ cũng không có thưởng, không có thưởng được nhiều giống như là những năm mà đang còn làm ăn được ha. Và bây giờ có ít thì hưởng ít quý vị. Người lao động đi làm ăn cả năm
cũng chờ đến cái dịp cuối năm mới có một nguồn thưởng vài triệu, thậm chí là cả chục, cả mấy chục triệu để mà có cái tiền trang trải, có một cái Tết ấm no đủ đầy. Và khi mà có những người mà đi xa xứ thì đó là một cái nguồn tiền để mà về quê và cũng làm quà Tết cho gia đình cho nó vui, cũng là cái nguồn chi phí để mà đi về quê tàu xe này kia. Nhưng mà nay nguồn thưởng nó cũng bị bó hẹp lại đó, ít hoặc là thậm chí không có luôn đó. Nếu như mà không có thì cũng rất là buồn luôn quý vị. Người lao động họ cũng trông chờ những cái thứ như vậy đó quý vị ha. Cuối năm mà thậm chí nhiều lúc 1-2 triệu thôi nhưng mà người ta cũng cảm thấy rất là vui rồi, không cần cái gì gọi là phải to tát hết được quý vị. Đó. Chỉ với 250.000 đồng một tháng dùng sâm nhung tố nữ Tuệ Linh sẽ giúp phụ nữ trẻ lại, ngủ sâu giấc, hết bốc hỏa, sinh lý luôn tràn đầy. Sâm nhung tố nữ Tuệ Linh chiết xuất từ cây sâm tố nữ, giúp phụ nữ hồi xuân, da sáng tóc mượt, bổ sung nội tiết mạnh gấp 10.000 lần so với mầm đậu nành và rất an toàn. Sâm nhung tố nữ Tuệ Linh chính là giải pháp hàng đầu giúp kéo dài thanh xuân, đem lại hạnh phúc cho hàng triệu phụ nữ Việt. Sâm nhung tố nữ Tuệ Linh trẻ hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Vào đây là con đường Nguyễn Du quý vị ha. Tuy nhiên trong thời buổi kinh tế mà khó khăn như thế này thì người lao động cũng họ cũng biết chia sẻ đó quý vị, chia sẻ với doanh nghiệp, với công ty của mình. Tại vì trong thời buổi hiện nay công ty đang tồn tại và mình đang có việc làm là vui lắm rồi. Có nhiều công ty phá sản là mình cũng thất nghiệp luôn, bơ vơ luôn quý vị. Đó. Bên này là cái chợ Phan Chu Trinh quý vị ạ. Những cái mùa cần Tết này vô cùng ảm đạm luôn. Con đường Nguyễn Du này là một cái tuyến đường đẹp quý vị. Đây là những cái hàng cây phường tím ha. Đó, bất động sản đó quý vị. Dự án đây, nghỉ dưỡng 5 sao đó quý vị à. Xây lên bộ khung rừng để như vậy. Hiện tại những cái khu vực mà dự án như thế này ở Đà Lạt nhiều lắm rồi. Về Hồ Tuyền Lâm, rồi bên con đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn cũng rất là nhiều. Bao la bạc ngàn. Đang gặp khó khăn về tài chính mà nếu như mà ngân hàng không giải ngân thì những cái dự án này cũng đồng nghĩa là sẽ nằm im lìm như vậy đó quý vị. Thậm chí là để lâu quá thì nó có nguy cơ là sẽ hoang tàn, sẽ xuống cấp đó, và trở thành những cái căn nhà ma. Nói thì có vẻ rất là chua xót quý vị ha. Đây là khu resort Mercuris quý vị, cũng là một cái khu resort 5 sao à. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, khu resort của nó nằm Mercuris này, nó nằm quanh quanh đây luôn quý vị ạ. Vòng vòng trên những cái tuyến đường này luôn, với những căn biệt thự và nó là tân cổ điển đẳng cấp mang phong cách châu Âu quý vị. Đấy. Năm nay không biết Tết nhất sao luôn. Nói là năm nay mất Tết rồi, không có Tết đâu. Đó, khổ vậy đó quý vị. Kêu là năm nay không có Tết đâu, vì làm ăn có tiền đâu ra mà Tết. Có nhiều người rơi vào cảnh nợ nần. Cuối năm nay còn bị nợ gì nữa thì còn Tết đâu nữa quý vị.
đây là con đường Quang Trung quý vị ạ. Mình quẹo trái vào đây là vào Cô Bắc, Cô Giang. Hai tuyến đường cũng rất là đẹp, nhiều biệt thự cổ đó. Ví dụ như những tuyến đường này cũng có thể làm công phố nghệ thuật, tuyệt vời lắm luôn. Du khách còn họ cũng thường xuyên lui tới đây để mà chụp hình check in cũng như tham quan nữa quý vị, vì ở trong này có những cái căn biệt thự cổ này, cũng như là có những cái bàn mà họ bán cà phê dòng dòng vỉa hè ngồi chiêu chiêu. Ngày xưa các bàn bán ở đây nhiều lắm, thời gian trước không biết bây giờ còn bán hay không, vẫn còn quý vị ha. Đấy, ồ có lẽ họ bán buổi sáng thôi sao quý vị. Biệt thự cổ đó quý vị ha. Buổi sáng sớm thì có ông bàn bay ra khu vực này này để bán cà phê, cũng dễ thương lắm luôn. Duvon. Nhà đẹp hoa dài trước luôn. Thậm chí Tết năm nay nhiều người cũng không có tiền để về quê đâu quý vị, vé tàu xe nó mắc quá. Năm nay vé máy bay phải nói là cao kỷ lục, thế mà nhiều doanh nghiệp máy bay cũng than lỗ, là họ nói là vì giá vật tư đầu vào cũng tăng lên một cách chóng mặt, đặc biệt là nguyên liệu bay, xăng dầu bay tăng lên chóng mặt, làm cho họ nhiều lúc tăng giá theo, nhưng mà cũng không có lãi đó. Bây giờ là có nhiều người là đặt vé máy bay rồi quý vị, nếu như mà không đặt sớm là cháy vé luôn, không có vé để về đâu, mua vé cực mắc luôn. Nghe cứ đến dịp cuối năm này trong lòng nó cũng cứ nôn nao nao rồi quý vị, nửa muốn về quê, nửa muốn ở lại, nửa muốn để đến hè về đó. Với tình hình kinh tế ảm đạm vào dịp cuối năm nay mà chưa có tín hiệu hồi phục gì hết á, khi mà tình hình địa chính trị ở trên thế giới nó còn diễn biến khá là phức tạp á, thì mình nghĩ qua năm sau nó còn ảm đạm hơn nữa, và nhiều người cũng đang mường tượng ra một cái viễn cảnh như vậy. Hy vọng qua năm sau nó sẽ có những cái tín hiệu vui hơn đó, sáng sủa hơn vị, sáng sủa hơn năm nay ha. Bên này là ga xe lửa quý vị ha. Nhiều người thất nghiệp, có những người trẻ lắm rồi quý vị, thất nghiệp mà kiếm việc không ra cũng đành phải đi lấy vé số để mà bán, tham gia vào đội ngũ đi bán vé số lang thang dọc đường, và nhiều người bán quá thì cũng ế luôn, cũng không đủ sống đâu quý vị.
Bây giờ họ bán rất là nhiều, bán hàng rong, bán vé số, rồi ngồi ở ngoài đường bán mớ rau mớ cá, và ra ngoài chợ bán vài rổ trái cây để mà bán đấy, mà kiếm sống đấy, rất là nhiều. Và nhiều người bán như vậy thì ai mua quý vị? Kinh tế làm ăn được á, người ta sẵn sàng bỏ ra cả trăm ngàn, thậm chí vài trăm ngàn để mua cả chục, cả lóc vé số là chuyện bình thường giống ngày xưa vậy đó. Nhưng bây giờ mua một hai tờ người ta còn đắn đo nữa. Mà hàng loạt người đi bán như vậy thì quý vị có thể tưởng tượng là làm sao mà bán, làm sao mà một ngày có thể bán được vài chục tờ để mà kiếm tiền. Một tờ vé số nghe nói bây giờ cũng lời được ngàn bạc cho mấy quý vị. Ví dụ ngày xưa đi buổi sáng đi dòng chút, hên bán được trăm tờ là kiếm được trăm ngàn rồi ha. Bây giờ đi cả ngày mỏi hết cả chân, lê chỗ này qua chỗ nọ, và từ con phố này qua con phố nọ, nhưng mà cũng không bán nổi vài chục tờ vé số. Thì một ngày không kiếm ra được vài chục ngàn thì về ăn cái gì quý vị? Mà thường thường những cái anh chị mà bán vé số là tầng lớp nghèo, phải đi ở trọ đó, thì tiền trọ này, rồi tiền này tiền kia, chi phí lấy đâu ra quý vị? Vô cùng cực luôn. Về đây là Hồ Xuân Hương quý vị ha. Con đường Trần Quốc Toản. Hồi nãy nói là sẽ có hoàng hôn nhưng mà cuối cùng là bị mây đen ở đằng kia nó che mất rồi. Chứ còn không, nếu như mà có hoàng hôn thì đẹp lắm luôn. Tuy nhiên tầm ráo ấm áp như này, bà con mình cũng chiều chiều đi thể dục rất là đông. Xe đoàn rất là nhiều quý vị ha. Đó, những chiếc xe đoàn đó quý vị. Xe đoàn chở khách ở các tỉnh thành khác lên Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng ấy, vào dịp cuối năm đó quý vị. Bên phía tay trái của chúng ta là quảng trường Lâm Viên ha.